chị. Ôi, chị lại mua túi mới à, đẹp thế. Người yêu chị mua chị đấy, suốt ngày mua. Ngưỡng mộ thế. À, đẹp không chị? Ờ, đẹp đấy, mua đi. Hỏi chị vậy thôi, chứ biết bao giờ em mới có tiền mua. Biết bao giờ mới có tiền mua? Em nói như vậy là để anh gợi ý anh mua cho em cái gì? Chắc em nghĩ anh là cây ATM của em đúng không? Suốt ngày quần áo với túi sách. Này Quân, tháng cậu kiếm bao tiền? Thì cũng khoảng 200-300 triệu thôi. 200-300 triệu? Thế cái túi vừa nãy My thích mua bao tiền? Hơn 2 triệu chị ạ. Thế Quân đã bao giờ chủ động tặng My món quà gì chưa? Tháng kiếm ra vài 300 triệu nhưng lại chưa từng chủ động tặng bạn gái bất cứ một món quà gì. Tới khi người ta nhắc đến thì lại nói là thực dụng, đòi hỏi. Rồi lại còn tự phụ, cho mình là cái gì? Cây ATM. Có cái loại cây ATM nào không thể rút được tiền ra như cậu không? Thực ra thì em đang cố tích góp để lo cho tương lai của hai đứa. Thanh xuân của con gái được mấy hồi. Đợi tới cái lúc cậu tích góp dành dụm xong rồi, người bên cạnh cậu chắc gì còn là My hay lại là một em xinh tươi, trẻ đẹp, mơn mởn nào khác. Tôi nghĩ là cậu nên xem lại bản thân của mình đi. Nếu như mà cậu thực sự yêu My ấy, thì mọi sở thích của My cậu phải nắm rõ. Giống như người yêu của tôi đây này, tôi chưa bao giờ từng phải nói là tôi thích cái gì, nhưng mà tôi lại luôn luôn có được mọi thứ đúng ý. Đấy mới là tình yêu. Phụ nữ chúng tôi ấy không ngại cùng người yêu cố gắng, nhưng mà người ấy thì xứng đáng cơ.